Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Lại là mình Trung Còi Apple TV đây. Ui, hôm nay lại là một ngày cuối tuần rồi anh em ạ. Thực sự là quá nhanh luôn đúng không anh em? Nhoằng cái mình chỉ lên được 2-3 video lại hết tuần. Đấy, thì hôm nay Chủ nhật nhá, mình lại có một số kèo về lên cho tất cả anh em. Đấy, thì hôm nay hôm trước anh em nào có hỏi những máy có mấy trăm nghìn nhá, hôm nay mình có luôn. Đấy, tại hôm nay là mình thu lại được của khách anh em ạ, thu lại được hai con của khách luôn, giá thì vài trăm nghìn thôi. Thì hôm nay trước khi lên video đấy, mình lại có một số gọi là hình thức mua hàng bên mình. Đấy, mình xin nhắc lại với mọi người là bên mình có hai hình thức mua hàng nhá. Hình thức thứ nhất, mọi người cọc cho mình từ 100k đối với những đơn hàng nào dưới 3 triệu, còn mọi người cọc cho mình 200k đối với những đơn hàng nào trên 3 triệu anh em nhé. Bởi vì sao? Bởi vì là mình gửi bên giao hàng tiết kiệm ấy, thì họ có cái chỗ mà để ghi giá trị hàng hóa đấy mọi người, nên những cái đơn hàng nào cao thì giá trị nó sẽ cao đấy, còn đơn nào thấp thì giá trị nó sẽ thấp đấy. Còn mọi người nhận hàng nhá, lúc mọi người nhận hàng nhá thì tiền cọc sẽ trừ vào tiền máy cho mọi người, nên mọi người cứ yên tâm đấy. Còn cái tiền mà mình và giá trị hàng hóa là mình phải giá người ta riêng rồi đấy. Thì ok, hôm nay thì mọi người thông cảm cho mình á, những cái đơn hàng nào mọi người mở hôm qua được chốt cho mình ấy mà hôm nay mình chưa gửi được cho mọi người ấy, mình có báo lại với mọi người rồi ấy, thì mọi người thông cảm cho mình, bởi vì hôm nay shipper họ nghỉ ấy, họ nghỉ nhá, tại chỗ mình mưa to như không biết là vì sao, vì mưa hay là vì gì, nhưng mà một vấn đề gì đó là shipper họ nghỉ nên là mình không gửi hàng cho mọi người được ấy. Thì ngày sáng mai mình sẽ gửi sớm cho mọi người nhé. Nếu mà kể cả shipper không vào thì mình sẽ mang đến tận kho cho anh em, nên là mọi người yên tâm đi. Hôm nay mình lại có một số kèo lên cho tất cả mọi người ấy. Thì đầu video mình lên cho anh em con gì nó rẻ rẻ đi anh em nhỉ, con gì rẻ siêu rẻ đi anh em nhé. Đây con này siêu rẻ, bởi vì sao siêu rẻ? Con này nhá, 6G anh em ơi, 6G thôi, không phải 6S nhá, 6G thôi. Mình xem tình trạng con này như mình vừa xem qua như là 16 bao nhiêu ghi nhỉ. Đây 6G mọi người ạ, 16GB anh em nhé, 6G 16GB đấy, máy quốc tế đấy, LLA này, 16GB thôi anh em ạ, full chức năng. À quên, mất vân tay nhé, quên lại full chức năng, mất vân tay, con này mất vân tay, nhưng mà cam cùng là mọi chức năng vẫn ok nhé. Đấy, iCloud sạch nhé, máy sạch nhé, không có iCloud ẩn hay là không có iCloud đấy, nói chung là máy sạch. Mọi người về chỉ có thả ấy vào thôi, thả sim vào dùng thôi. Pin thì pin 99, đấy, thực sự pin 99 thì mình còn chưa, đây pin 99 nhé. Đấy, máy mình mua lại nào thì mình để cho mọi người như vậy. Con này mình để cho anh em với giá 599k, hiểu không? 599k được không? Tặng anh em ốp lưng và cường lực nhá. Đấy, ốp lưng cường lực này. Đấy, iPhone 6, máy quốc tế nhá, iCloud sạch này. Màn thì đây vì nó bị một chấm phản quang nhỏ này. 599k nhá. Đấy, anh em về dùng tạm máy quốc tế nhá. Đấy, 16GB, mất vân tay, còn lại mọi chức năng ok. Cam loa ok em nhá. Đấy, máy iCloud sạch, không iCloud, nói chung là máy sạch. Đấy, thì mình đã những cái chức năng kia thì mình đã test qua rồi. Đấy, nói chung mọi chức năng đây mình đã test qua, nói chung những chức năng chính mình đã test qua và đã check up nhé, iCloud up nhé anh em nhé, cũng không ẩn đúng gì đâu. Anh em về reset thoải mái, 599.000 cho anh em này, iPhone 6G nhé, tặng anh em ốp lưng cường lực luôn, tặng ốp lưng cường lực cho anh em luôn nhé. Và đây tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 8G, 8G quốc tế, full chức năng, 64GB đấy, pin zin 90. Hình thức con này đẹp keng luôn, con này thì đẹp keng keng. À đây, chấm một chấm phế đây nhá, một chấm phế đây đấy, còn lại là đẹp hết. Pin zin 90 siêu cao đấy, màn zin pin zin full chức năng nhá, full vân tay luôn. Con này thì đâu xem nào, đây hình thức này, hình thức nói chung là vỏ thì ok đấy, bị chấm một tí trên đầu thôi, còn lại ok hết nhá. Đấy, full chức năng đây, màn này mình sẽ tắt tối cho anh em này, màn mình sẽ tắt tối cho anh em này. Anh em nhìn đấy, gần như không có vết xước nào nữa, gần như không có vết xước đấy. Con này thì để cho em với giá là 2 triệu bao nhiêu được, con này phải một tí trên đầu này, phải tí trên đầu, mọi hôm bán cho anh em 25 đúng không, hôm nay bán cho anh em 2,4 triệu thôi, 2,4 triệu đồng nhá. Anh em đã có một con iPhone 8G máy quốc tế full chức năng 64GB zin full anh em nhá, này phải tí đây thôi, 2,4 triệu đồng. Anh em dùng làm súng phụ quá ok luôn đúng không mọi người, dùng làm súng phụ vẫn cực kỳ là mượt mà luôn. Tiếp theo mình lên cho anh em một con iPhone 8G nữa, con này hàng vừa về xong nhá, hàng vừa về xong, có mỗi con 8G thôi. Pin zin 95% đấy, pin zin 95%, vỏ con này còn đẹp keng cơ, vỏ thì đẹp keng, pin zin 95 đấy. Hình thức thì nói chung con này không thể chê được rồi, pin thì pin zin nhá, mình đã kiểm tra nhá, pin zin 95, pin chuẩn đấy, pin chuẩn luôn mọi người ạ, chứ không phải pin thay đâu. Con này máy ZA này, 64GB, hình thức thì gần như là keng đấy, không một vết xước. Con này mình chỉ cho anh em giá 2,5 triệu đồng. Anh em đã có một
chiếc iPhone 8G 64GB zin full chức năng pin 95 siêu cao 2.500.000 anh em nhé. Đấy, vẫn tặng anh em ốp lưng và cường lực. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con đây, con 6 Plus anh nhá. 6 Plus này thì 6 Plus này thì là mình xem bao nhiêu pin này. Đây của hai anh em này đến mua máy đi, hai anh em đi cùng nhau luôn nhá. Đây mình thử xem này. iPhone 6 Plus, 6 Plus chứ không phải 6F Plus nhá, 6 Plus thôi, màn to 16GB, mất vân tay. Con này cũng mất vân tay anh em nhá. Mình xem pin được bao nhiêu. Mọi chức năng thì ok, mỗi mình test thì mất vân tay thôi. Pin 95. Đấy, còn cam cũng được ok nhá. Cam loa thì cũng ok, cũng như con kia, cũng mất vân tay anh em ạ. Thế mới tải đấy. Con này thì để cho em với giá là 6 Plus á, tôi để cho anh em giá 1 triệu đi. 1 triệu anh em nhá. Đấy, vẫn tặng anh em ốp lưng cường lực luôn. Đấy, tặng ốp lưng cường lực. Mở anh em đây. 6 Plus 1 triệu đồng cho anh em. 6 Plus full mất vân tay nhá. Còn lại mọi chức năng ok hết, màn to pin châu này, 1 triệu. Giá như 6G luôn. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con gì đây? iPhone 8 Plus đi anh em. 8 Plus anh em nhá. Ấy, ui con này hết pin rồi. Máy quốc tế full chức năng màu vàng gold, đẹp kem, pin 100%. Anh em ạ, pin 100%, pin 100 chắc chắn là thay pin mới rồi. Còn lại mọi chức năng ok nhá. Con này màn to bên châu cho anh em chiến game đây. Anh em nào mà đam mê với lại game thủ thì múc cho mình con này nhá. 4.150.000 iPhone 8 Plus màu gold đẹp. Thế này, pin cao thế này anh em ạ. Đấy, màn to như thế này. Để cho em giá là 4.150.000 anh em nhá. Đấy, 4.150.000 này. Và đây, ui giời chết. Sorry anh em. Sorry tất cả mọi người ạ. Mình có vào tay vào đây. Và tiếp theo này, mình lên cho anh em một con iPhone SE nhá. Con này thực sự nếu mà không vỡ cái lưng này nhá, ui con này bán chắc anh em múc luôn. Đây, mọi chức năng ok hết, zin full chức năng anh em nhá. Chưa một lần mở máy. Nhưng mà do vận chuyển về, đấy, không biết là người ta không biết là từ bên kia chuyển về hay là do bên nhà xe bên này chuyển về thì mình có bị vỡ hai con anh em nhá. Hai con mình nghi là cái mắt cam con này đập vào con kia. Đấy, thì con này đây. Không vui nhá, anh em nhìn nhá, không nếu mà bị rơi nhá, anh em phân biệt nhá. Nếu mà bị rơi nhá thì là những cái góc này nó phải móp. Đấy, phải móp vào đây thì nó mới rơi vỡ vào đây được. Nhưng mà con này không nhá. Con này do vận chuyển thôi. Con này SE 64GB pin zin 96 anh nhá, pin zin nhá, pin zin 96% siêu cao luôn. Con này mình chỉ cho em giá rẻ gọi là ngang với 8G thôi. Như con này là SE nhá, hiệu năng như iPhone 11 luôn. Cực kỳ khỏe luôn. Nếu mà anh em nào mà không quan trọng hình thức anh em nhá, không quan trọng hình thức thì anh em lấy cho mình con này. Để cho em với giá là 2.700.000 đồng. 2.700.000 đồng nhá. Tại vì SDI hiệu năng cực kỳ khỏe luôn. Nếu con này không vỡ này chắc chắn con này sẽ bán được trên 3 triệu đồng. Đối với mình là mình bán cho mọi người trên 3 triệu. Tầm 3 triệu 1, 3 triệu 2. Đấy, độc nứt một tí này mất 4-500.000 luôn. Còn mọi chức năng ok hết nhá. Zin full, anh em đeo cái ốp vào thì không ai biết luôn. Không ai biết là vỡ luôn mà nó không ảnh hưởng gì đến bên trong. Bởi vì nó là cái chỉ là cái lưng bên ngoài thôi. Còn mọi chức năng như là zin hết nhá. Nó là zin hết mà. Mọi chức năng như con đẹp hết. Để cho em giá là 2.700.000 đồng. Có tặng kèm phụ kiện cho anh em. Anh em ok chưa? 2.700.000 nhá. Và đây. Tiếp theo mình lên cho anh em một con iPhone XR. Máy quốc tế full chức năng 128GB em nhá. Úi giời tí nhầm. 128GB iPhone XR máy mới GA 128GB hình thức như thế này. Vỏ thì kem anh em nhá. Vỏ thì kem. Đấy, màn có một chấm phản quang ở đây. Vỏ thì kem, màn có một chấm phản quang đây, hai chấm chứ không một chấm. Hai chấm chứ không một chấm. Nhưng mà mọi người yên tâm nhé, màn zin bọn 11 này, máy 11 bị XR nhá, rất hay bị phản quang luôn, thực sự nhá. Máy zin đẹp. Đây, ví dụ như những con này nhá, zin áp anh em nhá, zin áp căng luôn ấy, chứ không phải là áp mà mình đóng lại hay gì đâu. Mình không, bên mình không bao giờ đóng lại áp. Nếu mà đã cậy ra nhá, mình mở ra mà thay pin gì mất áp thôi, bỏ luôn, kệ, không bao giờ đóng lại áp làm gì cho nó mệt cả. Đấy, có nào mình bán vậy luôn, quan trọng là bên màn zin, còn pin thì con zin, pin zin thì càng tốt, mà nếu mà đời thấp rồi thì thực sự là pin nó không quan trọng đâu, thay cái là ok. Đấy, còn bên màn zin là ok. Đây, con này thì màn zin nhá, zin đét, zin full luôn, zin áp luôn. Đấy, nhưng màn bị hai cái chấm này còn quang. Như được cái nhá, main zin này, vỏ zin, pin zin 89 này, siêu cao của XR này. Vỏ thì đẹp keng luôn, không gần như không vết xước nhá. Con này hôm nay mình để cho em giá là bao nhiêu được? 4.850.000 đi. 4.850.000. Anh em đã có một con iPhone XR 128GB, zin full chức năng, áp căng. Đấy, bản 128GB, pin 89 nhá, siêu cao luôn. 4.850.000. Nếu mà chỗ anh em bình thường XR nhá, chắc chắn sau tư đã trên 5 triệu rồi. Mình đảm bảo mọi người luôn, trên 5 triệu 100% là như vậy. Đấy, còn
anh em nào mà mua 128GB mà lại có 4.850.000 thì thực sự là quá là ok, quá là hời cho anh em luôn. Nói chung là cái em phản quang nó không ảnh hưởng gì anh em nhé, mình cam kết với anh em không bao giờ ảnh hưởng cái gì cả đấy, cảm ứng cái gì ấy, ok hết, không bao giờ nó bị ảnh hưởng vào trong màn cả. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 7G đấy, zin full chức năng anh em nhé, 32GB, pin 84%, con này thì vỏ đẹp keng, không một vết xước, hàng vừa về xong đấy. Đây, lại bảo không biết trước, lại bảo nói dối luôn. Đây, vừa nãy mình nhìn thì không thấy, nhưng mà thực sự đây nhìn kỹ này, mình sẽ quay kỹ cho anh em nhé. Quay gần, quay kỹ cho mọi người luôn, cho mọi người nhìn rõ. Đấy, có mỗi thế này thôi. Còn lại là xung quanh viền nhá, đẹp, không còn gì thì chê luôn. Đấy, không còn gì thì chê luôn em nhé. 1.900.000 đồng cho tất cả mọi người. 1.900.000 đồng, iPhone 7G, 32GB, zin full chức năng, pin từ 84 đủ lên. Đấy, vỏ thì ok, 1.900.000 đồng tặng kèm phụ kiện cho tất cả mọi người. Đấy, thì đây, ô xong này quay hơi mờ này. Và đây, tiếp theo mình lên cho anh em một con iPhone 7G 128GB, zin full chức năng anh em nhá. Con này thì bản 128 này cũng là máy Nhật thôi, pin 88%, hình thức vỏ không kém gì con kia, không kém gì keng em nhá. Con này nói chung đấy, con này cũng như con kia, cũng bị một chấm một cái đây. Còn lại là zin nhá. Đấy, con này pin thì 88, pin zin thoải mái luôn, vân tay vân chân đầy đủ này, cam nét, loa lùng trong veo anh em nhá. Ok chưa? Anh em ok chưa? Con này thì mình để cho em giá là 2 triệu con kia là bao nhiêu nhỉ? Con kia 19 đúng không? Con này 2.1 đi. Bớt cho anh em 50. Bớt luôn cho mỗi anh em 50. Chỉ còn 1.850.000 và 2.050.000 anh em ok chưa? Bởi giờ 128GB, vỏ zin nhá, zin đẹp luôn, pin zin 88. Quá là ok rồi. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12. iPhone 12 máy quốc tế full chức năng. Đấy, máy mới GA này. 128GB, zin keng, zin áp nhé, không được keng, zin áp anh em nhé, zin full chức năng. Đấy, đây màn này, anh em không một vết xước luôn, bên zin màn zin vỏ zin, zin áp pin 90, để cho em giá là 8 triệu bao nhiêu đấy anh em, 8.900.000 đồng anh em nhé, 8.900.000 đồng anh em đã có iPhone 12 bản 128GB, zin full chức năng, pin zin 90%. Đấy, tiếp theo này, và mình lên cho anh em một con iPhone 6S Plus 64GB, màn to, pin trâu, pin 82%, vân tay vân chân đầy đủ, mọi chức năng ok hết, máy quốc tế em nhé, không ai cloud, màn to pin trâu này anh em thích màn to pin trâu này, để cho anh em giá là cũng 2.050.000 bằng con 7G thôi, anh em ok chưa? Mà anh em đã được sử dụng một con màn to pin trâu 6S Plus cực kỳ ok luôn, mua 2.050.000. À thức chết rồi, mọi người đợi mình một phút nhé, mọi người đợi mình một phút để mình chạy đi lấy con mấy con iPad vừa mình test rồi mà mình lại để lại trong hộp, chết. Mọi người đợi mình một chút nhé, sau đây nha, một phút thôi. Đây rồi anh em ơi, đây mọi người đợi mình một chút nhá, đây mình sẽ lên luôn iPad cho anh em. Đây, thực sự là dạo này mình mới nhập, đây hai con này hơi to đúng không? Đây mình để ra đây chứ, để đây nhá. Hai chiếc iPad này nó chỉ là máy cũ thôi. Đấy, mình nói chung là mình sẽ nói rõ tình trạng đây, mình sẽ vào từng chiếc một chiếc anh em nhé. Nó chỉ là máy cũ thôi, nhưng mà họ bên kia họ mua, họ tặng luôn mình cả cái hộp anh em. Họ tặng luôn mình cả cái hộp. Anh em mua mình cũng tặng anh em cái hộp luôn. Em ok chưa? Mình cũng tặng anh em cái hộp luôn. Đấy, mình chứ mình giữ làm gì đâu. Đấy, đây. Đây nhá, mình lên con này thì vừa nãy mình test rồi này, mình lại đi vào trong hộp này. Đây, anh em nhìn này, hộp này rất chi là xịn sò luôn anh em nhá. Mình không biết là nói chung là thôi, hộp đây nó có cái tờ gì đây này, mình không biết tiếng Nhật. Đấy thôi mình bỏ hộp này ra nhá, tạm gác cái hộp này ra lại đã. Đây mình lên cho anh em đây, một con iPhone iPad anh em nhá, quên là iPhone chết. Đây con này mình sẽ cho anh em xem này. iPad Air thôi anh em nhá. Con này nếu mà đọc theo tiếng nó là AIZ thì nó gọi là iPad Air anh em nhá. Air thôi chứ không phải E2 đâu nhá. Nó có cả E1, E2, con này là E1 thôi. Đấy gọi là Air. iPad Air này, con này bản Wi-Fi 64GB em nhé, Wi-Fi 64GB, hình thức ok đấy, hình thức này ok này, pin con này thì đây vừa mình quay tình trạng, đây, iPad Air E1 thôi anh em nhé, 64GB bản Wi-Fi, pin zin 88%, hình thức này, ôi, hình thức này, đây một dấu chấm này thôi nhá, em nhá, hiện tại là mới thấy có một dấu chấm này thôi, một dấu chấm này phải, còn lại là nét căng anh em nhé. Còn lại là nét căng, màn to, pin trâu, iPad Air em nhé. Con này mình để cho em với giá 2 triệu riêng iPad hôm nay nhé. Giá nó chỉ như 7G với lại 6S thôi. Nhưng mà mình vẫn tặng anh em sạc nhanh bởi vì nó là iPad ấy. Người ta sạc lâu, pin này sạc, pin nó rất trâu nên sạc nó lâu ấy. Nên, anh em, nên mình sẽ tặng anh em sạc nhanh 20W, em ok chưa? Để cho anh em với giá con này đẹp này, 2.100.000 đồng nhé.
iPad Air 2.100.000 đồng, tặng kèm sạc nhanh cho anh em luôn. Anh em mà không lấy sạc thì tặng kèm sạc nhanh nhá, lẫn hộp luôn anh em ơi. Tặng kèm sạc nhanh lẫn hộp cho tất cả mọi người nhá. Đây, iPad Air 1 thôi em nhá. Một máy màu xám chứ không phải màu đen, màu trắng ấy, xám trắng anh em, trắng này. Đấy, tặng kèm hộp cho anh em luôn, 2.100.000 tặng kèm hộp này cộng với lại sạc nhanh này. Ok, thì mình bỏ tạm con này ra đây đã, mình lên cho anh em con khác. iPad mình về đang về đây, mình lô sau chắc mai lại có tiếp nhiều luôn, nhiều iPad cộng với lại máy đời cao. Vào đây nhá. Ui chết. Mọi người đợi một chút. Lắc mãi không ra. Nhiều phức tạp. Ui, đây này. Con này vừa mình test rồi. Đây anh em nhá. Đây. Đóng cái túi này, cái đội Nhật này nó cẩn thận lắm anh em ạ. Đội Nhật nó cẩn thận lắm. Đây, cũng là cái hộp nhá. Thì cũng tặng anh em hộp như con kia cho anh em đỡ tị. Anh em ok chưa? Cái gì đây? Ui, giấy này. Giấy gì đây anh em? Chả biết giấy gì. Bỏ. Quan trọng cái máy đẹp là anh em đúng không? Máy đẹp là anh núp rồi. Đời. Ui giời ơi. Một con iPad thế hệ 6. Đấy. Máy mới GA này, 32GB, con này bán SIM nhá. Đây, cái SIM. Con này bán SIM. Con này bán SIM anh em nhá. Đấy, SIM cộng Wi-Fi. Con này bán SIM. Ui con này thì thực sự anh em là không còn gì để chê rồi. Con này mình đã test hết mọi chức năng, cực kỳ đẹp, cực kỳ là ok. Đây, mình sẽ quay xa cho anh em. Con này hơi xa đúng không? Hơi xa nhá. Đây. Con này iPad 2018 anh em nhé. Quên lại mình ghi nhầm 2016. iPad 2018 anh em nhé. Con này thế hệ 6 mà. Thế hệ 6 là 2018. Đây là mình ghi nhầm thôi. Đấy. Mọi người yên tâm đi. Mọi người có thể check trên tất cả các trang mạng. Con này 32GB bản SIM. Đấy. Để cho em ra là pin 88 nhé. 3.6 triệu anh em nhé. iPad thế hệ 6. Nó gọi là Gen 6 đấy. 2018 anh em nhé. Đời 2018 Gen 6. Nói chung là cực kỳ mượt luôn, con này cực kỳ mượt luôn, con này Gen 6 không? Đấy. Con Gen 6 thì rất chi ok rồi, mọi chức năng ok hết nhá, mượt mà nhá, màn to bên châu nhá, hình thức đẹp luôn. Đấy, 3.600.000 đồng cho tất cả mọi người. 3.600.000. Thôi, hôm nay thôi mình để tạm con này vào đây đã. Con này là 2018 nhá, mình ghi nhầm ấy. Hiệt đẹp quá anh ạ. Xem à. Màn to bên châu cả nhà xem phim thoải mái. Và thôi, tiếp tục là mình quay lại cho anh em với những chiếc điện thoại anh em nhé. Đấy, còn iPad hãng tạm gác ra. Anh nào thích iPad thì nhắn tin cho mình. iPad thì nói chung là thực sự nó không nhiều đâu. Mình dạo này giờ mới bắt đầu lấy thêm bởi vì anh em hỏi nhiều quá. Và đây, tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 7G 128GB, pin 79%. Đấy, nếu mà có thay pin nhá, để cho em với giá là cũng 2.1 triệu. Thay pin 100% là 2.100.000. Còn không thì trừ thêm pin đi cho anh em, 2.1 triệu pin 100% nhá. 7G 128GB, máy màu hồng cực kỳ đẹp luôn. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 64GB. Con này hôm trước anh em nào bảo cọc sau lại thôi này, không thể cọc này. iPhone 11 máy mới GA 64GB, zin full nhá, zin app anh em nhá, hình thức đẹp keng nhá, hình thức đẹp keng. Đấy, con này hôm trước mình để cho em ra 6.600.000 đúng không? 6.6 triệu, đẹp keng xà beng luôn anh em ạ. 6.600.000 kèm phụ kiện sạc ốp lưng cường lực cho tất cả mọi người. Em ok chưa? 6.6 triệu zin app anh em nhá. 64GB. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone SE. Đấy, SE 2020 bản 128GB. Mình sẽ hỗ trợ thay pin mới 100%, máy mới GA này. Sẽ thay pin mới bản 128GB nhá. Vỏ đẹp keng không một vết xước. Thay pin mới 100% cho anh em với giá là 3.500.000 đồng. 3.500.000 đồng anh em đã có một con iPhone SE máy quốc tế zin full chức năng. Đấy. Pin thì 100%. Mình sẽ hỗ trợ thay pin mới thôi nhé, còn lại mọi chức năng ok hết. Yeah, điều hành khỏe như iPhone 11 luôn. Nó đang dùng con chip A13 nhé, cực kỳ khỏe luôn, châu bò luôn. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 màu trắng 64GB thôi anh em nhé. iPhone 11 này 64GB, zin full chức năng, zin app, vỏ đẹp keng không một vết xước. Ôi giời ơi, con này thì cho em giá 6.300.000 đồng nhá. 6.300.000 đồng cho tất cả anh em. Anh em đã có một con iPhone 11 đẹp keng sờ beng, zin app, 6.300.000 đồng. Đấy. Pin dưới 80 thôi, còn mọi chức năng zin full hết. Còn anh em nào có thay pin thì thêm cho mình có pin thôi, 2 lít anh em nhá. Thêm cho mình có pin 200k, ok. Là 6.500.000 được luôn con 11 128GB, quá mượt luôn. 64GB luôn. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone X, con này vừa về xong nhá. 64GB, zin full chức năng. Con này pin zin thì hiện tại còn dưới 80%. Đấy, còn lại là mọi chức năng main zin, màn zin, vỏ zin. Anh em này, pin dịch vụ ở dưới 80, máy mới GA này, 64GB. X thì bây giờ
thực sự là quá ok luôn, với tầm giá mình bán cho mọi người hơn 4 triệu một tí thôi. Con này mình thì cho em là 4 triệu 200 nghìn đồng nhá. Anh em đã sử dụng được một con iPhone X đã được trang bị tai thỏa này. Đấy, trang bị gọi là Face ID đấy anh em ạ. Đầu tiên của Apple này, iPhone X đi, qua bao nhiêu năm nó vẫn cực kỳ được giữ giá và giữ dáng luôn anh em nhá. Giá thì không giữ được nhưng mà dáng thì cũng cực kỳ đẹp đẹp luôn. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Pro 64GB. Pin 84%, hình thức ok em nhá. Hình thức nói chung ở đây, hình thức mình sẽ quay cho anh em. Đấy, máy zin, men zin này, màn zin này. Đấy, pin pin zin luôn anh em nhá. Đấy. Con này thì để cho em với giá được bao nhiêu được? 64GB màu xanh, máy quốc tế full chức năng anh em ạ. Máy quốc tế full chức năng. Pin này mình sẽ pin 84 nhá. Máy mới Gia này, để cho anh em với giá là 8 bao nhiêu đây anh em? Thôi để cho anh em với giá là 8 triệu đi. 8 triệu em nhá. Máy màu xanh, zin full chức năng, 64GB iPhone 11 Pro 64GB, máy màu xanh full chức năng nhé, 8 triệu đồng. Đấy, kèm tặng cho anh em phụ kiện sạc nhanh ốp lưng cường lực M80 xấu đúng không? 79, 7 triệu 9 cho anh em. 7 triệu 9 cho tất cả mọi người nhé, 7 triệu 9. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone gì đây? Cũng là 11 Pro, máy quốc tế full chức năng, men zin này, màn men zin, màn zin, pin zin. Con này pin zin còn 83% anh em nhé. Máy mới ra 64GB, máy màu trắng, hình thức ok luôn. Đấy, hình thức ok luôn. Con này thì mình để cho em giá là pin kém hơn con kia một chút. Đấy. 7 triệu bao nhiêu đó anh em? 7 triệu 700 nghìn đồng anh em nhé. Máy màu trắng này, rất chi ok luôn. Pin 83 nhưng nó không được đẹp như con xanh. 7 triệu 700 nghìn đồng cho tất cả mọi người. Đấy, 7 triệu 7 nhé và 7 triệu 9. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XS Max 512GB, pin zin 89%, máy quốc tế full chức năng. Con này mình xem nào. Đây, mình sẽ quay chi tiết cho anh em. 512GB thì chứa chắc phải 15 em người yêu không hết đúng không em? 15 anh em người yêu thì cũng không hết được ảnh, không hết được dung lượng. iPhone XS Max này, máy Gia này, 512GB, cái này bẩn bẩn nhé. Đấy, full chức năng, hình thức ok nhưng nó phải một chút không vấn đề gì em nhá. Phải một chút không vấn đề gì, để cho em giá là 8 triệu đồng. Cũng 8 triệu đấy, bằng iPhone đắt hơn iPhone 11 Pro luôn đấy, nhưng mà 11 Pro thì pin nó dung lượng nó kém hơn đấy, nhưng mà được cái hiệu năng khỏe hơn. Con này bị đi cho em ra là 8 triệu đồng hay là 7 triệu 9, thôi 7 triệu 9 đi, bằng iPhone 11 Pro đi, cho anh em dễ dàng lựa chọn nha. Anh em tha hồ lựa chọn luôn, anh em có sự lựa chọn. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone chết, con này như bán chưa nhỉ? Không, đây con này thì biết là bán rồi này. Con này hôm qua là mình bán rồi nhá, bán cho anh khách rồi, sáng mai mình gửi sớm nhá. Còn con này thì là con chưa bán này. iPhone 11 128GB, pin 87%, máy quốc tế full chức năng. Con này thì đấy, full chức năng nhưng con này phẩy hơn một chút con kia nhá. Con này phẩy hơn một chút, 7 triệu 100 nghìn đồng cho tất cả mọi người. 7 triệu 100 nghìn, anh em đã có iPhone 11 128GB, máy quốc tế full chức năng dùng rồi, pin zin 87%. Đấy, chú tôn chú yếc đầy đủ luôn. Anh ok chưa? 7 triệu 100 nghìn đồng cho tất cả mọi người. Đấy, bảo hành 3 tháng cho tất cả anh em nhé. Bảo hành 3 tháng cho tất cả mọi người. iPhone 11 128GB, pin 87. Ok. Đấy thì cảm ơn tất cả anh em. Đấy, hôm nay thì mình có một số kèo ấy lên cho tất cả anh em. Thì mọi người mà cần mình mua bán hay tư vấn sửa chữa về bất kỳ cái vấn đề gì về điện thoại, cứ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho mình nhé. Mình sẽ hỗ trợ mọi người hết mức có thể của mình luôn. Đấy, ví dụ như này, sau đợt này đội Nhật nó gửi về cho mình, nó gửi luôn toàn hộp anh em. Đấy, đẹp không? Nó gửi luôn toàn hộp thôi. Đây, con gì này? XR này. Chưa có mới được. Rồi, sau mình lên sau cho mọi người nhé. Đây còn mấy hộp nữa. Đây, nhiều hộp mà. Này, hộp này. Đấy thì anh em nào mua máy thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho mình nhé. Cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của mình. Chúc mọi người xem video mình một buổi tối cuối tuần vui vẻ. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video. Hẹn mọi người về video ngày hôm sau.